cũng báo cáo với thầy là cái tiền này là do là ông Trịnh Du ông cho là hỗ trợ cho bà con là dân Oan đi biểu tình hôm cho ông Trần Vũ Hải là 20 triệu, nhưng mà thì chia cho Dương Nội chúng con 5 triệu, Văn Giang 5 triệu và Ngô Thị Nhận 5 triệu. Đấy, nguyên văn là cô theo cô nói với tôi như thế thì tôi chỉ biết thế thôi. Thì tôi xuống tôi đi xe xuống tiếp dân để tôi gửi giả cô 500. Thế thì cô bảo cô không xuống, hôm sau là cô đi biểu tình cái vụ là Vũ Thị Hải ấy, thì cứ động viên tôi nó mới là đoàn kết rồi là tham gia biểu tình. Tôi bảo là không, giờ tôi chả đi tham gia cái gì để cho các vị là lợi dụng các vị ăn chăn. Phương Ngọc xin kính chào quý vị khán giả của Việt Đi Rừng. Kính thưa quý vị khán giả, hiện nay chúng tôi đang đứng tại vườn hoa mai Xuân Thưởng. Như quý vị đã biết, mấy ngày gần đây là dân chủ cuội súng động lên vì là đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Gấm về Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, điển hình là bà Trần Thị Hải, về việc ăn chặn tiền của dân Oan từ hải ngoại gửi về. Hiện nay chúng tôi đang đứng đây để một lát nữa sẽ gặp cô Thích Đàm Hoa, người đã đưa những thông tin tố cáo của bà Nguyễn Thị Gấm lên trên Facebook. Kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã đi thực hiện. Cái này là biên bản của bên công an làm việc với tôi về cái chuyện cô Phước cô vu khống cho tôi là lấy 9 triệu đồng của bà 2 giờ đấy. Thì tôi ấy là tôi đã kèm theo đơn mà. Cô thì để cháu hỏi một vài câu hỏi để cho cháu làm sáng tỏ hơn ấy, vì cái đơn của cô thì cô biết như thế rồi. Nhưng mà nhiều người thì họ không hiểu, vì người ta không theo dõi, người ta cũng không thể hiểu được là vì cái nội dung đơn thì nhiều khi nó dài quá ấy, người ta cũng không đọc được ấy. Thì các vị từ hôm mà tôi đưa đơn và tôi gửi cho bên cơ quan công an ấy thì nhiều người gọi điện cho tôi rồi nhắn tin là bảo yêu cầu tôi rút lại, ông ảnh hưởng. Tôi bảo không, tôi không rút. Nhưng mà vận động ai vận động rút ở cơ? Không, nhiều người trong nói được, kể cả dân Oan, kể cả trong những bán nhiều là rút, bán hơn là rút, bảo rút. Nhưng mà tại sao thì cháu không hiểu là các vị là theo dõi trên mạng thì các vị biết. Là bảo rút, nhưng mà tại sao là cùng là dân Oan với nhau lại có người có chế độ khác nhau như thế nhỉ? Con đem ra chờ mà như mẹ con nhà tôi, hai mẹ con. Đây, tôi cho các vị xem cái đơn, tôi có đơn Hà Nội mà. Cho các vị chụp, kể cả đơn tôi cho đơn Hà Nội. Chữ ký tôi cứ ký sống luôn, không có. Đơn tôi gửi là tôi ký sống luôn chứ không phải. Cái này cho cháu xin về được không hả cô? Được, đây. Liên quan cái vụ tố cáo nhà Phước mà tôi đã gửi cho công an thành phố rồi, công an ấy Quang Trung rồi Hà Đông có hết mà. Đây là người thật việc thiệt, không sợ gì hết, kể cả trước khi mà cơ quan công an mà làm thì là tôi sẽ đấy. Rồi nãy thì vị ta đăng tin thì chụp ở trên đấy là các vị biết rồi. Chứ không phải là vị ta đăng tin là ở trên đấy là có kể cả hình ảnh là vị ta là ghi là Facebook của cô Phước này là đoàn Trương Vĩnh Phước. Trước kia thì cô sử dụng là Trương Thị Quý. Thế sau này thì cô đứng tên thẳng cô là đoàn Trương Vĩnh Phước, thì cô nói là cho đến khi mà tôi lên án nhiều ấy thì cô đã rút xóa ở trên đấy rồi. Nhưng mà cũng ở trên kể cả cơ quan công an là người ta chụp được hết những cái lời lẽ đấy rồi mà. Đấy, những lời vu cáo cho tôi ăn trộm 49 triệu của bà hay giật và lấy 9 triệu. Thì hôm ấy là tôi cũng lưu xong về sau vị ta xóa thì là nó xóa hết. Thế nhưng mà may làm sao là tôi cũng có được, là cũng có người là truyền cho tôi cái đấy, là chụp được cái ảnh lại. Thì nó nằm ở trên đấy rồi. Cháu có theo dõi thì cũng có thấy là đăng là triệu, có thấy đơn tố cáo của cô. Đó. Mà đó thì tôi gửi cái, công khai mà khi cháu. Nhưng mà cái mà cháu bọn chúng cháu đang quan tâm đến ý là vấn đề mà là. Cái này tôi gửi qua đường bưu điện, tôi có biên lai hết mà, tôi có phải nói đâu. Cái mà chúng cháu đang quan tâm đấy là cái mà đơn tố cáo vừa rồi của cô ấy, đang nói về cái việc mà dân
loan mình bị ăn chặn tiền ấy, thì cô có thể nói thêm được không? Tiền thì thế này, tôi thì tôi cũng chẳng biết, là mới đầu thì tôi cũng không biết. Hôm đi các vị chỉ kêu gọi là đi, là chúng tôi là đều là tự nguyện tự tâm, vì thấy là luật sư ấy như thế, là chúng tôi thì các luật sư thì thường bảo vệ cho chúng tôi, thì chúng tôi thì cũng đến xem thế nào. Nhưng mà sau này thì tôi mới thấy bà Gấm, thì bà bảo là bà Gấm bà bảo là cái cô Lê Thị Vân ở Hải Phòng ấy, thì mới hỏi bà Gấm, mới hỏi xong cũng hỏi tôi là có được tiền không, thì tôi bảo không, chúng tôi trả được tiền, thì bảo là chúng con được 100, bà Hải bà đưa cho. Thế thì hôm vừa rồi thì khi mà chờ tôi mới lên án về cái gạo nước ấy, tôi lên án về cái gạo thì tất cả các vị sâu xé vào của tôi là công an chìm của cộng sản, tức là nhưng mà nằm vùng. Cháu nghe nói là hôm như cô biết ý, thì là hôm mà đi luật sư sư Hải bị giữ ấy, thì mình có được 20 triệu. Không, thế này, cái này thì tôi thì không được biết. Sao mãi hôm mùng 8 thì tôi là hôm ấy là tôi có một nhà sư là nhờ tôi là chuyển giúp cho cái ông Sang là 1 triệu. Thì tôi mang đến gửi, thì mới gửi là hỗ trợ bà Diện ốm nằm viện 1 triệu. À 500. Thì hai phong bì thì tôi đưa nhầm mất được là của bà Diện sang của ông Sang, ghi tên rồi. Thế thì tôi mới gọi điện cho cô Thêu là tôi cho tôi mượn 500. Thì sau đó thì tôi hôm nào lên chỗ tiếp dân thì tôi sẽ gửi cho sau, cái tôi gửi trả sau, thì do là đưa nhầm. Thế thì là sau đó thì tôi mới hôm mấy giờ thì tôi mới gọi điện hôm cô lên tiếp dân, thì tôi xuống thì cô đã về rồi. Thế xong là hôm mùng 8 thì tôi gọi cho cô ấy, thì cô là cứ thuyết phục tôi là không đăng thông tin lên mạng nữa, rồi là không gửi đừng gửi đơn tô cáo như thế ảnh hưởng rồi. À, ai ai là người thuyết phục? Cô Thêu. Cấn Thị Thêu đấy đúng không? Đấy. Cô Thêu thì thuyết phục tôi là không gửi đơn nữa, được gửi đơn ấy mà hôm là thầy đã được gửi đơn tố cáo như thế là nên đăng trên mạng ấy, là nhiều bà con dân oan bức xúc lắm. Thế tôi bảo chả có gì bức xúc, tôi làm giữa tôi với cả cô Phước không liên quan gì đến dân oan. Mà cái việc mà tôi thì Hòa Thượng là cũng đã động viên là thôi tôi rút xuống rồi, nhưng vì là các vị lại còn chọc tôi bảo là vu vạ, thì tôi đã định là rút bài nhờ người rút bài xuống, nhưng mà đến lúc là các vị này vu vạ tiếp thì tôi cương quyết tôi không rút, mà tôi cứ để đấy. Thì các vị bảo là các vị nói là cho sẽ cho là thì là mấy bạn tôi mới đưa ra vấn đề đấy, bảo cái này đấy bà Gấm đấy, các vị cứ làm như thế gạo thì như vậy, mà sau đó thì lại gạo thì chia như thế, danh sách thì danh sách khống với giả. Thế còn lại đi biểu tình chỗ ông Trần Vũ Hải thì các vị lại dùng thủ đoạn ăn chặn như thế. Thế tôi thì cũng có đồng nào đâu mà để bảo là có tiền, thì mới đầu thì tôi chỉ biết là các vị là gửi cho bà 20 triệu thôi, thì tôi chụp được cái hóa đơn đấy. Hóa đơn 10 triệu đúng không ạ? Đấy, cái hóa đơn 10 triệu. Nhưng mà thực chất thì trong tưởng là 20 triệu. Không, thế thì tôi mới nói thế, thì sau đó là bảo cô Vân, cô nói là mỗi người bà Hải chia cho mỗi người ở Hải Phòng, mấy người ở phòng mỗi người 100. Thì cô vợ cô Thêu ấy thì cô mới lại giật mình lên, thì cô Thêu cô mới giật mình lên, cô bảo là lấy giật giọng lên, cô bảo là sao lại có 100. Cũng báo cáo với thầy là cái tiền này là do là ông Trịnh Du ông cho là hỗ trợ cho bà con là dân oan đi biểu tình hôm cho ông Trần Vũ Hải là 20 triệu, nhưng mà thì chia cho Dương Nội chúng con 5 triệu, Văn Giang 5 triệu và Ngô Thị Nhận 5 triệu. Đấy, nguyên văn là cô Thêu cô nói với tôi như thế, thì tôi chỉ biết thế thôi. Thì nói tôi trả lời trên điện thoại, thì trong cái khi mà tôi thường thuật lại tôi cũng nói rõ là trên điện thoại. Mà điện thoại thì nếu như các vị, số của tôi là số công khai, số cô Thêu công khai, các vị đi kiểm tra trên điện thoại các vị biết mà. Tôi chủ yếu tôi gọi công khai, kể cả tôi biết công an nghe nén, tôi cho công an nghe nén thoải mái.
đấy, thế để cho công an nghe nhé. Đấy, thế thì là sáng hôm ấy là tôi gọi điện là nếu như có nên tiếp dân ấy thì tôi xuống tôi đi đi xe xuống tiếp dân để tôi gửi giả cô 500. Thế thì cô bảo cô không xuống. Hôm sau là cô đi biểu tình cái vụ là Vũ Thị Hải ấy, thì cứ động viên tôi hôm ấy là đoàn kết rồi là tham gia biểu tình. Tôi bảo là không, giờ tôi chả đi tham gia cái gì để cho các vị là lợi dụng các vị ăn chăn. Thế tôi bảo như thế. Xong khi mà hôm bấy giờ là tôi là hôm xử Vũ Thị Hải là tôi cũng có ra, tôi ra là tôi đưa giả cô 500 là tôi đi về. Thế cô theo cô bảo là thế thầy về à? Tôi bảo ừ về, tôi còn bận việc. Thế tôi cũng chẳng tham gia. Thế và tôi bà Gấm mà cũng chẳng tham gia, thì trong khi đó thì là bà Gấm mà cũng vẫn đang làm đơn mà. Vâng. Nhưng mà mình có nghĩa là cái đấy là tôi không được chứng kiến. Nhưng mà cô theo cô nói tôi trên điện thoại mùng 8 tháng 12 này. Nếu các vị không ấy cứ ra chỗ nghĩa là được 20 triệu nhưng mà dân oan Ngô Thị Nhậm thì không được nhận được. Thì Ngô Thị Nhậm thì thế sau đó cô theo cô bảo là cái việc này để con kiểm chứng xem thế nào. Con sẽ kiểm tra lại. Thế thầy không có thật à? Bảo không, tôi cũng chẳng có, cô Dương Thị Xuân cũng chẳng có, chẳng ai có. Thế mới đầu thì hôm trước thì tôi chỉ có là 4-5 người thôi. Thế nhưng hôm qua thì tôi xuống Ngô Thị Nhậm thì tôi mới lại điều tra ra được một số người. Thì tôi mới đưa lên là trong đó có cả cô Hoàng ở An Giang này, tất cả cô Hoàng rồi cô bà Niên rồi là bà C, bà Hường ở Bến Tre rồi bà ông gì đấy, ông Thinh hay ông gì đấy. Thế là cô Hoàng cô cung cấp cho tôi 4 người. Đấy. Tôi thì tôi không chứng kiến, nhưng cô Têu là cô thuật lại cho tôi trên điện thoại như thế. Và cô bảo là cô sẽ kiểm chứng xem là ai ấy này mà tại sao mà không đưa cho thầy. Thế là, thì tôi chỉ nhưng mà thế. Qua mỗi lần mình đi mình biểu tình như thế thì mình đều được hỗ trợ đúng không ạ? Không. Chứ không có là tôi còn những cho những người kia có tiền hay không thì tôi không được biết. Thì thấy chỉ những người đầu cánh, những người ấy thì vào cùng dây cùng phe thì người ta có thể người ta cho. Thế còn thì là tôi còn chúng bản thân chúng tôi với cả bà Gấm thì không. Nói được nó cả giao cả tiền ba cược thì ba hai cho không, ai là được cả. Mà chỉ có mấy ba Việt Nam lẻ ăn lẻ nên lũ với nhau. Bà hai bà cho ai thì người ấy được ạ? Ừ. Bà hai với bà Phước. Đấy thì tôi mẹ con nhà tôi này có cả con nhỏ này này bão cáo gào mấy lần mà không cho hột nào này. Đấy. Bác tên là gì ạ? Thảo, Nguyễn Thị Thảo, quê Nghệ An mà công tác trong Gia Lai, tôi là giáo viên đi đòi chế độ. Thế bác bác kêu rồi mà bà hai bác trả cho đục cùng phe cánh cho thầy Thoa vì bà Gấm này ghi tên bảo tên cho nhưng mà không ghi không cho. Bà chủ yếu là bà hai vì bà Phước lèn lụt ăn nhiều lắm rồi, khi nào bà Gấm lên thì sẽ biết. Còn nếu như bà con nào khó khăn quá không ấy con bà hỗ trợ đây là người ta hỗ trợ chung cho cả dân loan cả nước đói khổ kéo dài. Giờ không ai hỗ trợ riêng nha mấy cái bà kia mà cũng không ai hỗ trợ riêng cho chỉ người đi biểu tình đấy. Con này mình sẽ nếu mà nói là hỗ trợ cho người đi biểu tình mà nói là mình phải đi ai đi biểu tình được không nói hôm ấy tôi không chứng kiến đấy nói tại trung sở nhân dân hôm 10 vừa rồi giữa ngày nhân quyền thế giới ấy. Sau khi các vị đi ra biểu tình ở đường Quang Trung xong bị công an dồn về Ngô Thị Nhậm thì các vị mang cơm đến phát trong các vị họp không nào các vị nói thì hôm ấy vì là tôi cũng không thích đi với những người đấy thì tôi không đi, tôi biết nhưng tôi cũng không đi. Thế thì là sau đó thì là các vị họp thì các vị đưa kiểu dằn mấy vị ở dưới Ngô Thị Nhậm để dọa nạt những vị Ngô Thị Nhậm. Thế thì những vị đấy nó hôm qua thì tôi xuống thì nhiều vị cũng bức xúc là họ dọa là không đi thì không phát gạo, không phát gạo kiểu trợ chó. Không thế thì là không phát tiền từ nay giờ đi ai đi biểu tình mới phát gạo không. Thế tôi mới bảo bà con nếu như bà con nào các vị là cứ thử không đi biểu tình xem có ai không phát gạo cho không. Không phát gạo thì ra rất quát ra chống đối kể cả một cho đến 100 triệu ai là vài chục triệu cho đến 100 triệu ta cũng không cần. Bởi vì nếu như nào hỗ trợ mà giúp đỡ thiện nguyện thực sự thì chúng ta là ghi nhận và cảm ơn. Còn nếu như hỗ trợ mà ra điều kiện thì chúng ta không cần nhận cái tiền gạo đó, nhất là kể cả ăn mày. Thế còn nếu như không ấy thì tôi sẽ là tìm cách tôi sẽ là kêu gọi giúp các vị. Thế
Thế thì nào hôm vừa rồi ấy thì họ là định là sợ là tôi kêu gọi một số những nhà quan chức trong những người quan chức là tôi định bày cho các vị là mang gạo đến cứu tế để là cứu tế những người không có gạo. Nhưng mà chết cái tôi gọi điện cho các vị lại không nghe. Thế là cuối cùng là để các vị là sợ các vị nấp níu. Sư cô gọi cho ai ạ? Cái này tôi không thể nói đây được. Thế thì là đến lúc về sau thì là để các vị mới sợ thì các vị lại phải mang gạo đến phát đêm. Phát đêm thì chúng tôi đã lên án hết bà gấm mà đã làm bài là lên án cái vụ là phát gạo đêm ấy. Phát gạo đêm là thì thấy tôi mấy bà gấm ở đấy. Mày thấy tôi mấy bà gấm ở đấy cho nên có đúng ông Mai Dũng phát gạo đêm sư cô. Đó các vị xem mạng này các vị biết. Mai Dũng phát gạo đêm. Các vị xem ở trên mạng thông tin trên mạng. Họ nói là nếu mà không đi thì sẽ không được phát gạo. Nhưng mà khi mà mình nhận được không trực tiếp ở đấy là tôi thì tôi không trực tiếp được nghe, nhưng tôi hôm qua tôi xuống cô Kiều Trinh này và một số người ta nói ra nói cho tôi. Nhưng mà khi mà mình nhận được này khi nào hôm qua là tôi ôm nọ là tôi định là gọi cho cái vị này là tôi định là bày ấy bảo là xin xem là những giới là quan chức những người trong nhà nước hãy là giúp đỡ bỏ ra một số ấy thì như làm được như thế thì sẽ là những người kia là mất mặt thì có bằng chứng. Vì tôi nói thật cho các vị là tôi thì hoàn cảnh tôi thì tài chính thì các vị là cướp hết rồi, không có cái gì và thân ấy có muốn giúp bà con không giúp được, mà muốn để cho bà con để yên lấy lại là không nghe theo những người xấu thì mình phải có một cái phương hướng nào để mà tạo điều kiện giúp bà con thì là bà con sẽ là qua đây đấy. Thì bọn cháu nhất định là sẽ có những cái lời cô nói thì sẽ có khi là đến đấy thì họ sẽ có thì người ta sẽ không để người ta không nghe ấy và để làm sao để giúp đỡ bà con để người ta là yên lòng lại thì nó sẽ là cái xã hội nó không nhúc nhích. Thì thưa sư cô, theo sư cô thì những ai trong hội phụ nữ nhân quyền là câu kết với nhau thành bè phái với nhau ạ? Thực ra tôi thì các vị cũng thông cảm cho tôi vì tôi còn nhiều cái tôi phải làm. Dạ vâng. Các vị cũng yên tâm ở chỗ đấy. Thế còn các vị muốn hỏi nữa thì hôm nào các vị gặp cái ông Xuân ấy. Ông Xuân người khiếu kiện, chân ông thọt cụt. Tại vì sẽ giúp đỡ cho cái ông này thì ông nói thẳng. Mà ông cũng đã đơn tố cáo các vị rồi, nhiều lần rồi. Cháu cũng muốn là tại vì đây này đơn của bà Gấm đây này. Bà Gấm vì bà mới về quê. Đơn của bà Gấm đây tôi cho. Đây hôm qua là bà gửi là để bà gửi là cho một vị công an nhưng mà vị chưa ra đấy. Do một vị công an Hà Nội nhưng mà chưa ra đấy. Cái này cháu xin về được không ạ? Không, có một bộ ấy phải gửi ấy. Nếu có chụp thì bà Gấm nói mà bà Gấm là ba là biết những cái chuyện này hơn 90 năm nay đấy, từng nơi từng chỗ nào là ba là biết hết thì ba là nói như thế là thế này. Có những người thì có một cái tề rất là xấu xa, người hung minh không được tiêu chuẩn cùng nhảy vào ăn cướp thôi là tuyên bố đứa nào nói đúng đến tay người ta nhảy tên tao đánh gãy răng đấy. Có những người là chống cha như thế mà những người như thế thì chắc là họ cũng sợ hay sao đó. Không đi được gì lần nào hết nhưng mà vẫn được bán lần gạo đấy. Bà Gấm ba nói như thế đấy, cho nên là những người như thế là họ thì là é thở nhảy vào đánh hay sao. Ví dụ cái lần mà cho Dương này, những người 65 tuổi trở lên là cao tuổi là hỗ trợ cho cái Dương khỏi nằm dưới đất thế này là bệnh tật. Thế những cái người chưa đến 60 nhưng mà cũng nhảy vào cướp một cái rồi là tuyên bố đứa nào nói đến tên tao đánh nào. Tao đánh gãy ra. Đấy, những con người cũng dữ như thế. Ai người ta thèm vô ăn cướp thì cái loài đó làm gì? Bác ơi, thế thì cái việc cứu trợ gạo tiền họ ở nước ngoài gửi về rất là nhiều nhưng họ cái người cầm đầu ấy đại diện như bà Hài này, cô Phước vân vân ấy thì chỉ đưa cho các bác người nhỏ là tôi tể ăn lũ năn lẹt đấy. Người nào mà ấy thì cho người nào mà họ quen mặt nể mặt có cái vẻ là hơi thân thân biểu thì họ cho. Còn người nào mà không thì là không bao giờ cho hột nào. Tức là cũng tiền của quốc tế cho về nhiều đấy. Mà cuối cùng người ta lại cho nhỏ giọt là lớn loan. Bà Gấm ba đã nói là cho bên kia cho về nhiều mà. Mà bà Hai ở dưới Bà Phước là tôi tề của tai của tỉnh.
bà Hai, bà Phước là ăn chặn. Ừ. Lúc nào về cái tuyến bố lại đấy của dân oan phía Nam. Của đây là của dân oan phía Nam. Đấy. Cảm ơn bác. Con nuôi bây giờ chính mình đi như thế này mà mình con chia rẻ như thế nữa thì làm sao mà ấy được, làm sao mà kiền được người ta, làm sao mà nói được người ta. Trước kia mà ông Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an vụ giải quyết chùa Nguyệt Nham ấy, ông phải tâm phục ông của tôi. Việt Vision chúng tôi xin cam kết rằng sẽ không chỉnh sửa, cắt kép bằng các biện pháp kỹ thuật trên phóng sự các bạn quý vị vừa xem. Tôi xin đọc một số lời dẫn đầu. Đơn tố cáo khẩn cấp: hỡi đồng bào dân oan khiếu kiện cả nước, hãy chung sức cùng nhau vạch mặt, chặn học rút lưỡi con vẹt, quẹt mỏ ăn quả chín Trần Thị Hải, dân oan tỉnh Bình Dương. Ban điều hành Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam tự tôn xưng trưởng ban điều hành dân oan ba miền Bắc Trung Nam.